Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành công điện số 16 ngày 11 tháng 9 năm 2024 về việc tập trung ứng phó lũ lớn, đảm bảo an toàn đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công điện nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các lãnh đạo theo địa bàn phụ trách trực tiếp tới các địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc kiểm tra công tác phòng chống lũ, hộ đê, trong đó tập trung rà soát, kiểm tra, triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các địa bàn trọng điểm đê điều, sung yếu theo phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị, nhất là tại các địa bàn trọng điểm sung yếu để kịp thời triển khai hộ đê, xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu. Tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, thực hiện nghiêm các công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo cấp báo động, xử lý ngay các sự cố có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục rà soát triển khai ngay các phương án đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân sinh sống tại các khu vực ngoài bãi sông, kiên quyết không để người dân ở lại các khu vực nguy hiểm khi lũ lên cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai công tác phòng chống lũ, hộ đê theo cấp báo động để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chủ động phối hợp với các địa phương, rà soát các phương án hộ đê và sẵn sàng triển khai lực lượng tại các vị trí trọng điểm sung yếu để chủ động, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.